đi. Đi mau. Đừng đi nè. Mau lên. Nè làm gì? Xúc giày. Mau một chút. Muốn dở trò hả mày? Lẹ đi mà. Huy nè. Sếp à, cứu tôi với. Tôi bị người ta cấm có phi pháp. Này sếp à, sếp à, sếp à, sếp à, sếp à, sếp à, bị cấm có phi pháp, sếp à, sếp. Nè, đâu dĩa hả? Hai cái tên quỷ quái này ở đây làm gì? Hừ, giỡn đã chưa? Dù còn vậy. Nè, 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 xin lỗi, xin lỗi. Gì? Ôi, tôi chuyên tâm qua chứng khoán, tới đây quấy rầy tao hả? Có biết tới đây làm tao thua 1 triệu mấy 2 triệu không? Là chứng gì vậy? Mặc kệ tao. Chứng điện, cả 1 triệu mấy lận. Ê Dượng. Nói đi. Thịt nguội chiên hột gà, lấy trồng trắng không lấy trồng đỏ. Thêm hành tây, thêm phô mát, sandwich bên khác bên không khác. Ít sữa nhiều đường. Biết rồi. Vợ còn tôi thịt nguội hột gà chiên đâu. Hột gà chiên hấp là thịt nguội một bên khác một bên không khác. Sandwich càng khác càng tốt. 1/3 cà phê, 1/3 trà sữa, 3 muỗng cà phê sữa, 1 cục rưỡi đường. Làm gì mà ăn uống khó khăn quá vậy? Ông nghĩ ra ăn gì chứ đi? Tao sợ mày nhớ không hết gì thôi. Anh Dượng nổi tiếng nhất là về trí nhớ. Cả cái quãng đường này, coi một lần thôi là đọc lại hết tất cả cuộc điện thoại. Giỏi gì à? Tao kêu 2 cái xúc xích, 2 hột gà chiên. 1 cái thì thịt, 1 cái thì gan. Còn trứng thì bên trái lớn, bên phải nhỏ. Gà vịt ngỗng xé phay sốt cà. Cua tôm cơm chiên, heo bò thịt dê, cà chua sốt và củ cải trắng đó phải lót dĩa dưa leo xếp hàng. Đồ cà chớn. Đúng là đồ cà chớn. Là các người nói nó có trí nhớ mà. Tôi lặp lại, 2 xúc xích, 2 hột gà chiên, 1 xúc xích thịt, 1 xúc xích gan, trứng bên trái lớn, trứng bên phải nhỏ, nhiều sữa, nhiều đường, nhiều trà, thêm mật, thêm trần châu, gà vịt ngỗng xé phay, sốt chả cua, cơm chiên heo bò thịt dê, cà chua sốt trắng, thái cực cải sống và lót dĩa cà chua, thêm sốt tường. Chia. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 là bao nhiêu? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Quà, thằng nhóc này có đầu óc như dài thì nếu mà cờ bạc thì thiên hạ vô địch. Ôi, ơi nè, chờ chút. Chờ chút, khoan đệ, khoan đệ. Chưa thêm hả? Có biết đến mặt chưa không? Biết chút đỉnh. Mày gặp hên đó em trai. Nhìn kỹ tao nè, giống ai? Tôi Dương Phong. Ê, là đổ thần đó. Nè, tao nhận mày làm đệ tử, lì xì cho mày 30 ngàn. Tao sẽ dạy mày dùng trí nhớ kinh người của mày đi cờ bạc, nhất định sẽ phát tài. Trước kia có thằng tên Dương Tinh cũng nói như vậy. Đã bị bà chủ của tôi đánh cái mỏ sưng chù dù rồi, còn liệt ra ngoài nữa. Là bà đó. Cổ hả? Là má cổ. Má cổ. Ê, dẫn tao đi kiếm bà đi. Coi tao nè, có sức hấp dẫn của đàn ông kia không? Không có người đàn bà nào chống nổi được đâu. Xin lỗi, bà bầu tối ngày cứ muốn ói hoài. Anh Dượng, dầu 13 kêu đồ ăn. Ôi, nè nè nè, nè Dượng, Dượng, Dượng. Nè, người ta nói mày theo tao kiếm ăn thì mày sẽ được chinh hoa phú quý, vĩnh viễn không có lo lắng gì hết, có thể nuôi vợ nuôi con, có thể sáng nghiệp lập gia mà, có biết chưa? Bài cào nuôi vợ mà chuột nuôi má, còn đuôi ngựa có thể nuôi hết gia đình đó mà. Ông nói lâu lắm rồi. Không những vậy, nếu mày theo tao đi chơi cá ngựa đó thì Vĩ Đạt sẽ tặng cho mày mạch xi đi nè, để cho mày lái nữa. Bà chủ nói là cờ bạc không có ai phát tài hết. Sao bà chủ của mày dạy hư cái đám thanh niên vậy? Tự lật tay này, nếu mà không cờ bạc thì đâu có ngày hôm nay. Nói cũng đúng. Mày cũng nói đúng hả? Mày không cờ bạc đâu có chết với mày. Hey, nè, lát này kiếm mày. Cổ đồng. Nè đứng lại, đứng lại mày, đứng lại.
đứng lại mày, đứng lại. Đứng đi. Dán bài của tội lớn lắm, ai đụng tới chém người đó. Bà nói hả? Lại là Cửu Đồng. Cửu Đồng đó, mau lật bài. Mau qua đây, lên lên. Bà là bà 13 hả? Tôi kiếm bà cực khổ quá trời. Tôi kiếm ông già của ông. Tới phiên của ai? Tới phiên chị. Tự lót 6 đồng. Chị tới con gì vậy? Không tính. Tôi làm chứng không tính. Cũng là tại ông đó, ông Đền. Bộ chị thích đi bộ lên lầu 13 lắm hay sao? Chắc chị là 13 phi bà chủ của thằng Dượng, có phải hay không? Ông làm gì vậy? Tôi có tình để thăm chị, tôi có mua một bao cam nữa nhưng mà hai tên cướp lúc nãy lấy rồi. Bà chủ, ấy mới quay đầu lại gặp ông nữa hả? Tôi đã nói rồi. Đồ ăn tới. Kêu ông trả. 100. Trả tiền là chuyện thường, chỉ cần bà chịu hứa cho thằng Dượng theo tôi kiếm ăn, cùng lắm sẽ tính thêm cho bà một phần. Kiếm ăn cái gì? Thằng Dượng, trí nhớ của nó thì là kinh người. Nếu mà theo tôi học cờ bạc, tôi bảo đảm là nó giàu hơn ông thần tài, tiền không biết làm sao mà xài hết. Ông muốn dạy nó cờ bạc kiếm ăn để cho ông làm giàu. Phải, bây giờ chị đã hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Ráng chịu. Cái đồ khốn nạn, muốn dạy hơn thần Dượng. Mày, đừng tưởng có chút trí nhớ làm như ta đây. Muốn đi kiếm ăn với loại người này, ăn xin nó thì mày có phần. Đừng có qua lại với hạng người này, có biết chưa? Biết rồi bà chủ. Cái đồ chết bầm, giả ma hụ tao. Tôi bị thương tới như vậy mà còn trở lên đây, chứng minh tôi có thành ý mà. Chị đẹp gái nhưng mà không cứng rắn đâu. Tôi chỉ là có thành ý mà. Dương, mày lau bộ mặt chưa cả tiếng đồng hồ rồi mà còn lau. Mày định đi cờ bạc với cái thằng cha đua ngựa đó, có phải không? Không phải. Thì không phải. Vậy là tao khóa cửa đó. Tao đi ngủ, mày dọn giường. Dương, làm người chân phải đạp đất, nhớ đừng có đi đường tắt, biết chưa? Hồng Kông này vàng bạc đầy đường, nhưng dưới vàng bạc có rất nhiều xác chết, cháu thấy không có được đâu. Anh Dương, tôi vô vòng lên mạng nha. Có chuẩn bị bạn trên mạng gạt đó. Đúng vậy, hồi tối có một thằng đàn ông nói ba cái chuyện về với tôi, còn rủ tôi đi chơi nữa. Đàn ông nào mà không về, còn nói về có hợp hay không thôi. Làm sao mới kêu là hợp lý? Cô cam lòng tự nguyện cho người ta về cô, vậy là hợp lý. Nếu như người ta gạt cô dòm lén cô thay đồ tắm rửa thì là không hợp lý. Đúng vậy, trên em chị ấy tôi cứ bị người ta rờ. Vậy cô không đi ngủ sớm? Lẽ muốn về tôi. Chuyện gì? Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng không biết nói sao. Tôi thật ra tôi suy nghĩ lâu lắm rồi. Tôi không muốn bỏ qua cái cơ hội lần này. Tôi cảm thấy hợp lý lắm. Vậy đừng có bỏ lỡ. Nè nè, không phải như vậy. Tôi không có ý này. Nè đừng có sợ, tôi biết sớm muộn anh sẽ có một đêm vô đây với tôi.
Tôi đã mua rất nhiều kingdom. Đơm, anh coi có nhiều không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn nữa, còn thuốc nhất nữa nè. Anh phải biết, con gái lần đầu tiên nhất định là đau lắm, cho nên tôi đã mua một lú để dành uống. Còn nữa, VCD trong này có cầu đường trượt đó. Còn cái gì cắn cắn nữa đó? Là cái gì đây? Hay là mình làm đi. Tôi chỉ là muốn mượn cái lỗ để mà chui thôi. Tôi muốn mượn cái cửa sổ của cô á để chui ra đường thôi. Nè, cô làm gì đây? Xong rồi. Đúng. Cô không làm bể mánh của tôi, nói cho bà chủ biết chứ hả? Không đâu. Tóm lại trước khi trời sáng, tôi nhất định trở về nhà. Chào. Ê, coi như là tặng mùa xuân. Cẩn thận nghe. Dạ dạ, à, nhẹ tay chút coi. Ây dạ, cái lực của anh có dấu dài lớn lắm đó. Ê, con mẹ quỷ đó, tàn bạo hơn là cái đám đòi nợ nữa kìa. Ủa, mới đi thì đã kiếm tới. Nói cho họ biết, tôi đã chết rồi. Kiếm ai vậy? Tôi tên là Dượng, tôi tới kiếm anh Tây. Anh nói anh chết rồi. Vậy thì thắp giùm tôi vài cây nhang cho anh ha. Ờ. À, tao nói tao chết, đang dọn bằng mày chờ mày. Ông biết tôi tới hay sao? Một trận đua có 14 con ngựa, chạy kiểu nào 1, 2, 3, 4 tao cũng biết mà. Nè, anh nè, con mẹ quỷ đó chịu cho mày tới đây sao? Tôi chừa cái sổ ra, trước khi trời sáng phải về. Được, mày có thể nhớ như vậy một đêm tao dậy hết cho mày. Thằng thịt heo, dọn bàn. Mày biết đánh mặt trượt hả? Chưa có đánh qua. Vậy có tiền không? 200 mấy. Vậy thì được, vừa đánh vừa dậy. Nè, bài Quảng Đông thì 13 con, tới thì 14 con. Bài Đài Loan 16 con, tới thì 17 con. Tao dậy bài Đài Loan trước. Ba con giống nhau thì kêu là đôi, theo thứ tự thì kêu là ăn. Nếu mà tới thì nhất định phải có một đôi là mắt, nếu mà không có mắt thì không được. Cái gì kêu là lít cá lít cù gì hả? Tức là 4 đôi mắt, nếu mà có một đôi nào 3 con thì cũng ăn có thể tới. Có phải là như vậy hay không? Hả? Phải phải. À, nhưng mà quy luật của Đài Loan là dòng đông không thể ăn được lý cú lý cù. Nên nè, lần sau tôi dạy mày cái đó đó. Ờ. Công. Cửu dạng. Ê, như vậy có phải là tới hay không? Thập tam yêu. Ăn không được, ăn không được. Dòng đông 13 yêu, phải tự lật mới được ăn. Úp bài lại. Lật bài. Ồ. Tập tâm yêu tự lật chính dạng. Vậy ăn được rồi chứ? Phải ăn được, nhưng phải bắt. Cái gì kêu là bắt đây? Tao làm cái, mày ăn tao, tao có quyền bắt mày. Dáng sao tao ăn lại mày thì mày cũng phải chung cho tao gấp đôi. Ủa? 9 đồng. Tới 9 đồng. Hả? Có phải lại bắt nữa hay không đi? Đúng, bắt đỡ trước. Tôi tới, phải bắt mấy gián đây hả? Trên bàn có mấy hộp xí ngầu thì bắt mấy gián. Đã bắt 30 mấy gián rồi, cứ bắt như vậy thì là khó tính lắm đó. Tao không tin gián này tao bắt không được mày. Ông không ăn được nữa đâu. Mày nói à? Tôi cầm 3 con 9 vàng, anh cầm 2 con 9 vàng, ông chờ tới cầm 6 con vàng, đôi chết 3 vàng 9 vàng 6 vàng. 3, 6, 9 vàng đã hết rồi. Sao mày biết tao chờ 3, 6, 9 vàng? Nhớ chứ, ông chờ con hồng trung này thôi. Có thể không đây, tôi chờ con hồng trung mà cũng biết. Sao mày nhớ vậy?
Tôi đánh tới gián thứ 3144 rồi. Cô nào nằm đâu tôi cũng nhớ hết. Bài xếp rồi mày cũng nhớ? Dễ nhớ thôi mà. Tôi coi sách có một lần thôi đã đọc thuộc lòng rồi. 10 tuổi tôi không có tiền đi học cho nên mới đi làm ruộng thôi. Ồ, nếu như anh có ăn học thì bây giờ sẽ trở thành Einstein. Einstein là anh gì? Einstein mà anh cũng không biết. Biết, tổng thống Mỹ mà. Ôi này nè, bây giờ tao ra 6 con bông, còn 2 con bông nữa đâu. Kỳ trúng 4 kỳ, xuống 1. Gián nào cũng nhớ hết vậy? Đúng vậy. Vậy thì được rồi, tối mai tao và mày lên hội Phượng Hoàng, có bao nhiêu chơi hết bao nhiêu. Nè, ở đây là câu lạc bộ cao cấp nhất của Hồng Kông. Có khu mạ trượt, khu bài cào, có khu tú la khơ. Không cho tiền mặt, tất cả đều cho bằng chip không à. Vì bà chủ ở chỗ này có địa vị trên giang hồ, cho dù là anh thiên cựu ở xóm trên và Ma Cao cũng phải nể mặt bà chủ nữa. Có thể nào một lát nữa mình ăn quá nhiều tiền, bà tưởng mình gian lận không cho mình bước ra khỏi đây không hả? Nếu mà chơi lận thì chết chắc luôn. Nữ phượng hoàng chỉ liếc sơ qua là biết mày chơi gian lận hay không. Nghe nói bà có một người sư tỷ và 4 người sư đệ. Ông Bình cũng là mã trực chí tôn của hôm xưa, cho dù là yêu quái gì cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của ông đâu. Tới, bốn phiên. Tới trận, xin lỗi nha. Có thiệt không? Sao giỏi vậy chị Phương Hoàng? Coi tuần này nè, tôi kêu ba con mà không thể tới được. Tôi cũng vậy thôi mà. Chơi cho vui thôi, lát nữa ăn khuya ăn ổ yến bù lại có chịu không? Cô giữ lại bài của những người đó. Tôi nghĩ thế giáo của cổ cũng lợi hại lắm. Đừng sợ, mình không chơi với cổ. Ở bên kia có ba con này tờ kìa. Hai, chào các chị. Đây là ông chủ của tôi, ông Dượng. Chơi bao lớn hả nhóc con? Vậy tức là chơi bao lớn đi. Coi bao lớn thì chơi bao lớn đi. Hả? Từ lật ba phiên. Đánh xong rồi. Hey, chị Phượng, tôi phục chị luôn. Chị ăn nhắn nào cũng không phải là ăn lớn, nhưng mà ăn suốt mấy năm. Thì đánh bài cần nhất là ăn, không như thế là ăn bài lạ đâu. Tôi đã thử qua rồi. Bắt qua 13 con bài thì có 11 con bài là yêu. Chính thiên tử tôi cũng không có tới 13 yêu. Tôi tới thường. Như vậy có buồn sao? Buồn mà không tới à. Ai vậy biết trước không đánh lớn như vậy. Đúng là đồ điên. Mới đánh có 8 chén thôi đã 120. Ê, Từ Lực. Từ Lực, xin lỗi nha. Vừa hôm ta đã nói rồi, không có nhìn lầm mày. Nè, đổ tiền lại lên. Mau đi đi. Nè, hôm nay hên quá trời quá đất à. Có phải thằng nhóc con này nó ăn lận hay không vậy? Không phải. Theo tôi thấy, nó chính là siêu nhân. Có thể nhớ tất cả những con bài nằm ở đâu. Anh Dưỡng. Anh Dưỡng. Nè. Anh Dưỡng. Đưa đồ ăn. Hồi tối làm gì vậy? Ôi anh Dưỡng à, tức dậy đi. Anh Dưỡng à, tức dậy. Bảo hoài, áo hoài, áo hoài, áo hoài. Cứ đám mất vết chọc con tao, muốn chết phải không? Nói chơi thôi mà. Nói chơi nè. Thích nói chơi như vậy, làm thằng hề đi. Đứng lại. Nằm đường nè, nằm đường. Không có cá tánh, kêu đứng lại là đứng lại. Bây giờ tôi kêu ông đi ăn cất đó. Một gạch. Tới, chung tiền. Chung tiền đó. Một con. Tới một con cũng tới hay sao chứ. Một con. Một gạch thì không có, tay thì có một con. Không có. Mày không thấy mặt mày tao tay hết hay sao? Trong giờ làm mà ngủ gục. Bà chủ. Hồi tối qua đi ăn trộm. À, tối qua ngủ không được thôi. Làm chuyện thấy thẹn với lòng. À, bà chủ đẹp. Thằng cứt sao mà cười tươi vậy? À, ây da. Bà không nói chơi thì gương mặt của bà đẹp lắm đó nha. Có phải hai người có rụt rịch với nhau không? Tối qua ông dẫn thằng Dương đi cờ bạc. Ê, chị Phi à, thằng Dương có trí nhớ siêu nhân mà. Không cờ bạc thì là uổng lắm. Nói cho chị Phi biết, tối hôm qua ăn bao nhiêu? Nói ra nghe. Ờ, nè. Nói nghe coi. Là 888.500. Ồ, chúc mừng. Ừ, bắt đầu từ bây giờ chị khỏi cần mấy cái thằng Dưỡng đi làm nữa. Nói đây với tôi ăn được bao nhiêu sẽ chia cho chị 30%. Vậy chúng ta đều vui vẻ. Chúng ta ra ngoài làm ăn, tôi biết điều lắm.
Tôi có một cái đồng hồ Rolex hột xoàn tặng cho chị. Rolex hột xoàn? Phải. Thằng Vinh chủ có nói là hàng trốn thuế không phải 85.000 đâu. Tám mươi lăm ngàn. Thua tiền tại vì ăn tiền mà nên. Dù bây giờ có cho mày ăn được tiền, mày cũng sẽ bị mất đi. Luôn cả bản thân mày cũng bị mất. Má à, anh Dượng biết rồi, mới đừng có giận ảnh mà. Cháu đã lớn khôn, không thể khóa cháu lại. Nếu cháu muốn đi, đường thẳng hay cong, cháu tự suy nghĩ. Thanh niên phải có nghị lực. Một chút có sai lầm thì đâu có thể nào ngăn cản được tấm lòng hùng tráng của mình. Thật ra như vậy mà ông không chết được thì phải đi chuộc tội và đi cúng lễ thì mới đúng đó. Thì đúng. Nè, tôi hỏi mày, tại sao mày lại có thể sống chung được với bà chủ đó vậy chứ hả? Thật sự tôi và bà có generation gap. Ôi, bà có thôi, mình không ghét thì được rồi. Là khoảng cách. Qua đi. Cái gì? Ồ, thì ra là dòm gái. Dòm thì dòm thôi, làm gì mà len len lúc lúc vậy? Ngày nào giờ này á cũng tới đây đánh cầu hết. Thằng dê sòm. Thế nào, có khí chất có phải không đi? Thôi bộ mày thiệt tình ha. Cua nó đi, sợ gì? Cua cổ. Tôi chỉ thằng đưa đồ ăn thôi, cua cổ hả? Đúng là thằng khờ. Ai nói thằng đưa đồ ăn không thể cua gái được. Lỡ công tử, cái sân này ok không vậy? Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có kêu tên thật của tôi ở dưới nơi đông người mà. Lôi Khải Dương nghe cũng hay lắm. Có cần tôi giải tán ở chỗ này cho cậu không? Không cần, tôi tới giật banh mà thôi. Chẳng sao phải đánh với quán quân của Indonesia rồi, áp lực lớn lắm. Cũng đúng. Hay. Đánh cầu hả? Không phải, tôi đang bơi. Cô thường tới sân banh này lắm hay sao? Sân này tốt à? Đương nhiên là không tốt. Sân này có tên là đưa đồ ăn. Cứ nhìn lén tôi hoài, khó ưa. Vậy à, cái tướng thế nào? Ai biết, tôi không có giọng nó. Tướng người vô phép như vậy cho nó bài học đi ha. Tôi biết làm sao. Nói tới tướng của nó cũng giống anh lắm đó. Banh. Dòm gái nè, dòm gái, dòm gái nè, dòm gái nè, chết đi mày, dòm gái hả? Hồi nãy không làm cô sợ chứ? Không. Có nhiều cô gái sợ thấy người ta đánh lộn dữ lắm. Tôi biết trước mấy người ăn rơi với nhau có gì đâu mà sợ. Ờ, không phải tôi đâu. Anh muốn cua tôi thì cua đi, làm gì giỡn nhiều trò quá vậy? Xin lỗi, tôi đi đánh cầu. Lôi Khải Dưỡng thì không có gạt tôi. Đang kiếm đồ hả? Bị mất cái bóp. Có phải cái này không? Ấy, tại sao trong tay của cô? Ê, cảm ơn cô nhiều. Bữa nào đãi cô ăn cơm. Có thiệt không đây? Là thiệt. Tôi có thành ý lắm. Vậy được. Tại sao cái nhà hàng này chỉ có tôi và anh thôi vậy? Tôi tới đây đã mấy lần rồi, lần này cũng đắt lắm. Có phải anh bao chỗ này không? Cheers. Nè, anh em, tối nay chỗ này có chuyện, anh Độc Nhãn phải làm việc, tôi khuyên anh đừng có vô trọng ăn cơm. Hay là mình tới chỗ khác ăn? Không ăn. Mary. Hơi, cái này được lắm đó nha. Nhưng cả đêm mà dài đằng đẵng làm sao mà đuổi khách được đây? Hơi, nếu không được thì ra kế hoạch B. Tôi không tin là không sợ. Được. Hít.
Tao kiểm chết cái thằng khốn nạn này. Cái gan của tôi cũng lòi ra ngoài luôn rồi. Ý, sao cái gan giống cái bánh bao quá vậy nè? Thôi đi. Không được, em là bác sĩ, không có thể thấy chết mà không cứu. Điều thoại bắt cảnh sát mau. Để tôi làm hô hấp nhân tạo cho ông. Chắc mày còn muốn hồi hấp nữa chứ vậy. Ok. Hay là mình chụp tấm hình đi. Có máy chụp hình sao? Có điện thoại mà. Anh có biết không, thật ra tôi không chắc tốt như anh tưởng tượng đâu. Cô có biết không, thật ra tôi không phải là giàu giống như cô tưởng tượng đâu. Anh nói láo. Xã hội đen chiếm lộn đi chỗ khác. Ai là xã hội đen? Giờ vô là biết tụi tao rồi mà. Vậy thì đúng lúc, chúng tôi là cảnh sát. Nè anh em, chúng tôi hy sinh tráng liệt gì anh? Anh nhớ chúng tôi mới được chứ. Đừng có nói nhiều, tôi được gọi về nhà. Được. Là lỗi của tôi, hôm qua lấy chiếc xe về nhà lại đụng hư bảng số, vừa bước xuống xe đụng được chiếc Mercedes, báo hại chiếc xe bị hư nặng nề. Bây giờ bắt tôi phải đi taxi thì đúng là thất bại. Đâu có sao đâu, đi cái gì cũng được. Anh à, cố gắng nào. Tôi ở trên lầu này, tôi lên trễ một mình được rồi. Tôi đưa cô tới trước cửa thôi. Ba của tôi dữ lắm, tôi về trễ tôi phải làm gì ăn trộm đó. Vậy điện thoại liên lạc. Được. Bye bye. Bye. Oh my love, my darling, I hung dread for your love. My darling, I hung dread for your. Hai, chuyện gì? Oh my love, my darling. Tự lực. Cô bắn cái nút này. Đúng rồi, đúng rồi. Cực khổ dữ vậy, tối một phần ngày một phần. Anh Dưỡng, không cần nói, bên ngoài đồn có một thằng trẻ đánh mặt chịu căng hết cả ngành, nhất định là mày. Tôi biết bà không thích nhưng mà... Mày ăn nhiều tiền như vậy, cần gì phải về đây? Tôi tôn trọng bà. Không dám, mày mọc lông cánh đủ rồi, làm ơn ra khỏi đây ngay. Tao chúc cho mày tương lai rực rỡ, huy hoàng. Bà nói như vậy tức là đuổi tôi đuổi chứ gì? Đúng vậy, sau này mày ở bên ngoài phú quý cũng được, đói rách cũng được. Mày không còn quan hệ với tao. Anh Dưỡng, đứng lại. Đàn ông kiếm ăn bằng cờ bạc có cũng không thèm, cưới vợ về chỉ chết đói mà thôi. Anh Dưỡng có lộn hay không? Đánh với anh bấy lâu tôi chưa tới dáng nào hết. Nếu thấy thua thì không tới đánh đâu à. Sắp đánh ra, sắp đánh ra. Mày chọn tên giảng trường đi. Được. Nè, chính đồng. Tới, tới trường. Tôi ăn cây bài của anh Dưỡng. Tôi ăn cây bài của anh Dưỡng. Còn không thua cho tôi. Tôi ăn cây bài của anh Dưỡng. Đây là thiên cửu, vua cờ bạc lận của Hồng Kông. Anh khống chế rất là nhiều chỗ cờ bạc, còn có mấy chiếc tàu đánh bạc nữa.
Sao rảnh rỗi quá vậy anh Thiên Cửu? Chỉ có câu lạc bộ Phượng Hoàng của cô mới hợp với tôi. Cuộc đấu vô mà trận thắng sau, anh chắc là thắng rồi. Cũng chưa chắc đâu. Tôi không có tham gia thì đâu có thể thắng được. Người ta nổi tiếng 13 con, anh đánh 16 con. Người ta đánh 16 con thì anh đánh 21 con. Tôi làm sao mà đánh lại anh? Tôi cua cô bao lâu nay, cô cũng không thèm ngó ngàng. Cô ưng tôi đi thì tôi nhường cô thắng. Anh thì là biết nói chơi, tôi làm sao mà gánh vác nổi. Vua cờ bạc như nữ hoàng cờ bạc có gì mà gánh không nổi chứ. Ý của tôi nói là tôi gánh vác anh không nổi 120 pound lận. Cô càng ngày càng biết nói chơi đó. Đánh 4 vòng đi, tôi kiếm chân giùm cho anh. Thôi đi, tôi còn phải trở về Macau. Hôm nay tôi tới đây nghe nói thằng nhóc đó cả tháng không có đánh ra con nào cho người ta tới. Tôi muốn coi nó giỏi thế nào. Mới gì đánh ra một con tới trường đó anh Cửu. Là mày? Không phải, là đệ tử của tôi đó. Nó kêu là thằng Dượng. Qua đây. Nè, qua đi. Thắng cổ nữa lẹ lên đi đi. Kêu một tiếng anh Thiên Cửu đi. Anh Thiên Cửu cũng thông minh lắm nha. Cuộc đấu vô mặt trượt, anh sẽ trở thành hắc mã. Hắc mã cái gì? Tôi không thích thì vua ngựa cũng chết, có biết không? Dạ biết biết biết. Theo anh Thiên Cửu kiếm ăn vậy là may mắn quá trời. Hôm nay tôi bận lắm, vậy hôm sau tôi cho người tới kiếm mày. Đây là danh thiếp của tôi, điện vào cho tôi. Mày thiệt điên, anh Thiên Cửu muốn kiếm có ai mà kiếm không được. Làm gì phách dữ vậy? Anh Thiên Cửu, không lẽ Tuyết Nhi là con gái của ổng? Ồ, hèn chi cô nói là ba của cổ thiệt dữ lắm. Cái gì? Mày nói con nhỏ mày cua là con gái của anh Thiên Cửu? Đúng vậy, cô còn nói là ba của cổ quản thúc cổ rất là nghiêm ngặt. Wow, mày phát tài rồi đó Dượng. Tại sao? Hôm đó tao thấy anh Thiên Cửu thưởng thức mày lắm, nếu mà anh chịu cho mày coi dạy ba sòng đó ha, vậy thì mày phát tài. Nhưng mà ổng không biết tôi đang cặp với Tuyết Nhi đó. Uê, nào, tối nay tao đi với mày mua 2 chai rượu đỏ, 1 hộp xì gà, tới nhà kiếm anh Thiên Cửu để trò chuyện. Anh Cửu, hai tên này nói kiếm anh. Anh Cửu, còn nhớ chúng tôi không? Hả? Nhớ anh Dượng mà, ngồi đi. Dạ được, ngồi ngồi ngồi. Một chút ít quà mọn xin đừng có chê bai. Lẽ ra tôi cũng định vài ngày nữa kiếm hai người bàn chuyện làm ăn. Không ngờ các người tới đây rồi. Sao biết tôi ở đây vậy? Biết là chính thằng Dượng đưa con gái của anh trở về đây mấy lần. Con gái của tôi? Phải, lúc nó nói cho tôi biết tôi rất là ngạc nhiên. Tôi có nói, nhóc con, mày phát tài đó. Nếu mày theo được anh Thiên Cửu đi làm ăn hả, thì suốt đời khỏi cần phải lo gì hết. Nếu mà có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thì thân càng thêm thân hả? Thì là có phước mấy đời. Mày cặp với con gái tao bao lâu rồi? Đã khoảng nửa tháng rồi. Chúng tôi tâm đầu ý hợp với nhau, phát triển rất là nhanh. Coi như tôi không khách sáo. Tôi hỏi cậu câu này nè, cậu với con gái tôi phát triển tới đâu? Hai bên không nỡ xa nhau, yêu đến nỗi trời long đất lở. Kêu cô hai ra đây. Dạ. Đến đi. Ngoan. Con, qua đây. Qua đây. Đây là con gái của tôi. Có phải tụi bay yêu nhau tới trời long đất lở không? Dạ xin đường đột hỏi anh một câu, anh thật là có mấy đứa con gái? Tôi chỉ có một mình nó thôi. Nè, có lộn không vậy cha? Không. Anh Cửu. Tuyết Nhi.
Thì ra mày với Tuyết Nhi yêu nhau tới trời lòng đất lỡ à? Cũng chưa phải như vậy, chỉ là bạn thôi. Cái gì là bạn chứ? Chúng tôi yêu nhau thật lòng đó. Nè, chuyện gì? Không biết. Bây giờ tôi hiểu hết rồi. Nhóc con, tao nói cho mày biết, nó không phải là con gái của tao, mà chính là con đào của tao. Tôi chết. Còn không bao lết qua đây. Tao không có lý nào không coi chừng gà để có quả lớn. Sợ cái gì chứ? Em đã biết anh không đánh đàn bà mà. Tuyết Nhi, nè, còn muốn làm gì nữa? Chạy lẹ lên đi. Chạy đi, Long Sa Hổ Bèo Hoạt 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 À, không gì hết. Không hạt, nọc rắn. À, hạt hay đâu? Này, sợ chưa? Hả? Không lẽ là châu chấu mật độc nhất mà bị thất truyền mấy trăm năm nay? Thiệt đáng tiếc, ta định kêu mày kiếm tiền cho tao trong cuộc thi đấu vua mà chưa. Ông đối tôi thế nào cũng được hết, nhưng mà đừng làm khó Tuyết Nhi. Tôi và cổ không có cái gì. Không có gì hả? Hồng công vàng bạc đầy đường, nhưng dưới vàng bạc có rất nhiều xác chết nằm ở dưới, cháu không nhìn thấy được đâu. Dượng, dượng, dượng. Dượng, 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 mày đừng có hù tao. Tỉnh lại đi Dượng à, Dượng, Dượng, Dượng à, mày tỉnh lại. Mày không sao chứ, hả? Tỉnh lại đi, hả? Tại sao lại khóc chứ? Mày thấy thế nào, hả? Tôi mất đấy. Mất tiểu, nè. Không lẽ nó bị người ta đánh tới mất dây rồi hay sao? Dượng à, mày đừng có hù tao. Nếu mày không tiệt, tôi không biết phải làm sao nè. Tôi đánh mặt trượt giỏi lắm đó. Tôi là vua mặt trượt đây nè. Phi, Phi. Tao biết nè, ăn miếng cơm đi. Nè nè nè, ăn miếng cơm. Ông có phải là bà của tôi không vậy? Phải phải, được rồi, ăn miếng cơm đi, hả? Ông là ba của tôi. Thì phải, ăn đi. À đúng, mày còn nhớ tên của tao hay không? Ba ba.
Dượng à, cũng là tại tao hại mày. Bây giờ tao ra ngoài kiếm tiền để chữa trị cho mày. Mày đó ngoan ngoãn ở trong nhà này, không có được ra ngoài. Tôi cũng đi, tôi cũng đi, tôi đi, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Nè nè nè, tôi cũng đi, tôi cũng đi, tôi đi theo nữa. Tôi cái lỗ, tôi thường kiếm cái lỗ để chui ra lắm mà. Tiệm cà phê của chị Phi. Ây giờ tôi làm chỗ này mà. Ê, tôi đã quên đi làm rồi. Anh Dượng. Anh Dượng. Anh Dượng, anh làm gì vậy? Tôi không nhớ tên của cô, nhưng mà tôi nhớ hàm răng của cô dễ thương lắm. Tôi thường chui ra chui vô cái lỗ của cô đó. Anh Dượng, sao ra nông nỗi này? Anh đừng có hù em. Nghe người ta nói, nó bị người ta đánh một trận tơi bời, trở thành khùng luôn. Thì ra là thiệt hả? Chú bà, tôi còn nhớ chú thích ăn cái gì. Tôi có trí nhớ tốt dữ lắm. Chú thích ăn thịt nguội, trứng chiên hột vịt muối, một hột vịt bắc thảo, uống cà phê đá. Còn nữa, ây da, sao tôi quên mất tiêu. Đau quá à, đau quá, đau quá, đau quá đi. Đau quá, đau quá, đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh đầu của tôi. Tôi đau quá à, đau quá. Tôi đau quá à, đừng đánh đầu của tôi. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi đau đầu quá à, đừng đánh. Ai vậy? Tôi chết. Thần Dượng lại bỏ đi đâu? Bánh bao chỉ cắn có một miếng thôi, bây giờ nó không đến nỗi này. Nếu mà xảy ra chuyện gì thì suốt đời của tôi làm sao thấy yên được. Không có ai ở nhà hết. Là khốn nạn, dài hơn thằng Dượng hả? Chết nè, dám dạy thằng Dượng. Dạy nó là con khổ đi kiếm tiền trong. Mất chết mà, chết đi. Thằng già mất chết, dài hơn con nít. Rồi mất chết, cứ chạy, đứng lại. Nè, bà đừng có ép tôi đánh đàn bà đó. Cũng mà tôi còn chịu nổi, không có vô hết. Chơi cái gì đi? Ây da, thấy đau đau vậy. Ây da, ây da, ê, ê. Tôi là người tốt. Thằng Dượng là thanh niên tốt, bây giờ ông hại nó trở thành thằng ngố, còn nói ông là người tốt. Không phải tại tôi, là tại anh Thiên Cửu đến nói nông nổi như vậy. Thiên Cửu, chết đi.
Robert, Robert. Sao bà biết tên của tôi vậy? Tôi là Dolina đây nè, Robert. Dolina? Ồ. Bà là Dolina thiệt hả? Đúng đó, Robert. Gia đình em đã di dân qua bển 30 mấy năm rồi. Anh biết. Gia đình của em di dân qua San Francisco mà. Sau đó anh dành tiền qua bển để kiếm, nhưng mà kiếm không được. Đương nhiên là kiếm không được. Em đâu có phải ở San Francisco đâu. Bà của em đi sang đâu? Bà của em làm ăn hoài cũng làm ăn không được. Lúc đó mới trở về Trung Quốc, nên em nói đại là qua San Francisco với anh thôi. Dolina. Bây giờ mình gặp lại nhau thì đã đứng tuổi rồi. Hôm xưa kiếm em không được, anh xem chút nhảy lầu tự tử chết. Anh muốn lên sân thượng thì cánh cửa bị khóa lại, lên trển không được, cho nên mới không có nhảy xuống. Em cũng hối hận. Anh còn nhớ có một lần mình đi cắm trại không? Anh muốn kể đó với em. Em mới nói mình chưa đủ tuổi, lớn lên rồi mới tính sao. Anh nhớ. Em kêu anh coi để dành tiền định kỳ rồi mới lấy ra mà. Ai ngờ vừa định đã 30 mấy năm. Hả? Con gái của em cũng đã lớn, bị người ta lấy ra lâu lắm rồi. Con gái của em, nó không phải là con gái của em. Em chỉ xin nó trong con di viện thôi. Hả? Phần tiền định kỳ của anh cũng còn đang ở đây. Có thiệt không? Bộ anh không tin em hả? Tin. Vậy bây giờ anh còn muốn lấy ra nữa không? Muốn lấy ra quyền cho hội từ thiện. Chết đi, chơi người ta. Không dám. Vậy thì mau đi lấy tiền, lẹ lên, mau. Đồ ăn của tìm chị Phi đưa tới đây nè. Cà phê, mì, phở, sandwich. Còn sandwich để ở đâu đây hả? Thôi chết. Dương Khùng có phải người ta ăn cắp rồi hay không? Không có đâu. Sao như vậy? Mau trở về làm lại cái khác đi, đi mau. Cũng được. Bây giờ nhìn thấy thằng Dượng như vậy đau lòng quá.
Cũng không phải, nó còn biết đau lòng, cũng không có khùng hết. Bác sĩ đã nói hết cách chữa mà. Nè, em muốn thử. Thử? Thử cái gì? Dùng mạt chữa kích thích lại tế bào não của nó, dùng cách chấn động nguyên tử để chữa trị. Hả? Hơi, bác sĩ cũng có khuyên các người già cả đánh mạt chữa cho nhiều, để kích thích tế bào não, để lúc già khỏi bị lẫn. Đúng, nhưng lại mắc mớ tới em sao? Đã tới nước này, em không thể không bại lộ thân phận thật sự của em được. Em chính là Hoài Trấn Tỉnh Cảng, An Tận Trung Cảng, tự lật lật tới chai tay luôn, đến nỗi tiêu quá không đều qua. Vậy tại sao em ngồi ngoài cầu thang chơi một hai đồng vậy? Năm xưa em đánh mạt chữa căng khắp cả ngành, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Có nhiều đại ca tới kiếm em cũng không ngó ngàng tới. Rốt cuộc rước họa vào thân, lúc đó vị hôn phu của em chạy không kịp, nên nó bị người ta chém chết. Từ đó về sau em quyết định rút khỏi ngành mạt chữa, không đánh mạt chữa lớn hơn 1-2 đồng. Ồ, hèn chi là như vậy. Đáng lẽ em không muốn tái xuất giang hồ, nhưng cái tên khốn nạn thiên cũ biến em ra nông nỗi này. Em nhất định kích thích não tế bào của thằng Dương, điều trị nó bình phục, sau đó truyền lại cho thằng Dương thập đại tuyệt chiêu mạt chược thánh kinh, rồi chờ tới tháng sau ngài thi đua vua mạt chược Á Châu, ăn lại cái thằng khốn nạn thiên cũ để cho thằng Dương báo thù rửa hận. Cuộc thi đua mạt chược Á Châu quán quân cả 30 triệu đó. Cho nên nói về công về tư, phải cho thằng Dương trở thành vua mạt chược. Bà làm cái gì mà lâu dữ vậy? Chuột cũng mắc đái luôn. Anh coi kìa, nó đang nghe tiếng mạt chược đó. Đúng rồi, nếu mạt chược có tánh kích thích, nó nhất định sẽ được. Được, tao sẽ đá kích mày cho thiệt mà anh. Liền xí ngầu. Liền đi. Chính. Bắt tay. Để tao lấy cho mày. Kinh bài. Để nó lấy. Vậy nó biết lấy bài rồi kìa. Đúng. Ê, tới phiền anh. Mày á cái gì? Mười bốn con cũng là phát tài. Sao mà chịu không thể có 14 con phát tài được? Nhức đầu quá à. Nhức quá đi. Nói ra mau, nói rồi sẽ không nhức đầu nữa. Bởi vì một bộ bài có bốn con phát tài thôi à. Được, xoay bàn. Mày coi chậu bài này. Mày lại á cái gì? Cái này đâu phải là bộ bài. Vậy mà chịu ra sao? Theo đáng lẽ ba con là một khạp và một cặp mắt. Yes, giỏi, xoay bàn. Mày coi phần này ra sao? Chờ mấy con? 6 đồng. Tới có được không? Tao bắt đầu đếm. Nếu mày nói không ra, tao không cho mày ăn. 1 2 3. Chờ 7 con. 1 2 3 4 5 6 7. 7 con dạng ăn không được. Ăn không được. Tự lực. Một nước ba con, ai nấy cũng phải chung tiền. Tự lật đó nghe. Bài của tôi hôm nay thiệt là hên quá đi. Tôi thấy không được khỏe. Hình như không được tiêu. Tôi đi uống thuốc chút. Vậy ngưng lát đi nghe. Dạo này kỹ thuật của anh giỏi hơn nhiều.
Đám bên ngoài còn đánh 21 con à? Nhưng thật ra tao đã đánh 22 con từ lâu rồi. Họ làm sao không thua cho được? Vì làm chủ có danh hiệu vua mặt trượt là cá chát. Bây giờ trong 64 người tham gia, chỉ có 10 người giỏi một chút thôi. Còn 9 người trong đó là người của tao. Chỉ có bà chủ chỗ này là nữ phượng hoàng thì không phải. Cho nên tao muốn ai ăn thì người đó ăn. Vậy nữ phượng hoàng... Tao không muốn nó ăn thì làm sao nó ăn được. Nè anh Thi Cửu, thằng cùng tới kìa. Anh Chính. Dương Khùng, mày tới đây làm gì? Tôi tới đánh bài. Mày có tiền sao? Có một cọc tiền đây nè. Bà thiếu một, tao cho mày chơi. Cũng được. Xin lỗi. Sao hả? Tôi biết anh mấy con bài này có nhiều lắm. Con này còn có con này nữa. Mấy con này tôi dứt khoát không đánh ra đâu. Chính đồng. Ăn. Mày ăn cái gì? Lý cù. Mày dám khùng chơi tao? Ông thua tiền nổi giận thì đúng hơn. Mày muốn tao đánh mày một trận nữa không? Anh Cửu. Nói giả khùng lận bài. Bất cứ ai lận bài trong sòng của tôi cũng đều nhìn ra được hết. Tôi có thể bảo đảm vừa rồi anh không có lận bài, chỉ là trí nhớ của anh giỏi thôi. Cô muốn ôm thằng khùng này à? Tôi nể mặt cô một lần nữa. Yeah. Tôi rồi không chung tiền hả? Dương, yên tâm, tôi sẽ trừ tiền trong hộ khẩu của ổng chung lại cho anh. Vậy thì được. Dương, cháu ở đây hả? Làm gì hết hồn? Tôi kiếm mày khắp nơi. Tôi ăn tiền. Đại sư tỷ. Phương, em cũng ở đây. Câu lạc bộ này là của em. Nè, để chị giới thiệu. Robert Honey của chị. Cổ là tứ sư muội của em. Lâu quá không gặp. Phải. Sao đúng lúc quá vậy? Em cũng thường gặp anh lắm. Anh Dượng là cái gì? Đệ tử của chị. Em cũng có nghe qua chuyện của ảnh. Con người có thiên cửu ngang tàng bá đạo, hắn còn muốn điều khiển kết quả cuộc đấu vừa mà trượt. Thiệt đúng là bài lộ của giang hồ. Sư tỷ, lần này chị tham gia hay không? Chị đã rút khỏi giang hồ rồi. Nhưng thằng Dượng nó học được rất nhiều nghề của chị, cộng thêm em tuyệt đối sẽ không thất bại. Bài của anh cũng đâu có tệ. Anh lâu mặt trượt, em cũng chê là anh chậm. Dượng à, trước khi em tham gia cuộc thi đua vô mặt trượt, tôi muốn nói kinh nghiệm của tôi cho em nghe. Được. Có rất nhiều người đánh mặt trượt, thấy bài của mình không tốt thì sẽ chửi bài, luyện bài, phát giận với bộ bài. Thật ra bá trượt cũng giống như đàn bà. Em đối với nó không tốt thì tự nhiên nó đối lại với em cũng không có tốt. Nhưng mà lúc em thương nó thì nó sẽ thương lại. Hả? Còn nữa, em càng chửi nó thì nó càng không linh. Đồng thời em đánh con nào thì nó sẽ tới con đó. Tóm lại nó sẽ làm cho em xoay vòng vòng. Cho nên em nhất định phải xảy ra tình cảm với bộ ma trượt. Cho tới khi em mong con gì thì sẽ có con nấy. Cô kêu tôi phải thương bại. Không sai. Làm sao thương? Hồ Trung Honey phát tài bé bì. Bản hả? Mình nằm chung với nhau thoải mái dữ lắm. Ây da, ai cắn tôi vậy hả? Ôi giờ, thì ra là em gái 7 đồng. Em cũng cảm thấy gương mặt nhám hả? Trời vô rồi cũng thiệt nhám đô. Nhưng mà không có sao hết, một lát anh đắp massage lên cho em ha. Bảo đảm em sẽ trơn tru. Ai kêu đây hả? Ây da, hai dạng, không phải là anh liền cưng xuống đất đâu. Đừng có giận anh ha. Ây giờ đừng có giận anh mà. Anh cưng em nhất đô, ngoan ngoan. Cả gia đình nằm chung với nhau vui vẻ hay không hả? Tiệc là vui vẻ. Dương, tối nay tao sẽ truyền thánh kinh ma cho mày. Đồng thời
Tao đã hẹn với hai sư đệ của tao tới huấn luyện mày. Các vị khán giả, chính miệng rồng, nó là tam sư đệ của tao, miệng rồng đánh mà chịu được 30 năm nay. Coi đi, ăn xong cai có hơn 1000 gián và không cho ai vượt khỏi kỷ lục thế giới này. Tuyệt kỹ của nó là có thể để 16 con bài trong miệng của nó. Tam sư đệ, đưa con hồng trung cho chị. Ấy, sao biết con hồng trung vậy hả? Cái lưỡi của tôi biết sợ bài mà. Ta cho mày con hồng ba. Hay thiệt. Chưa đâu, tao còn một sư đệ nữa, liên ngực to. Liên ngực to, sư đệ sư muội. Sư đệ. Ngực lớn thiệt đó. Luật sư đệ của tao có thể để ba con mã trượt giữa cặp ngực mà không rớt xuống. Đánh bao nhiêu vòng một cặp ngực như vậy á, không thấy mỏi hay sao chứ? Anh có nghe qua tiểu tự dinh tử và căn bản xuyên mỹ nói mệt hay chưa? Vậy thì chưa. Thì đúng. Tao mời hai cao thủ tới đây để dạy tuyệt chiêu độc môn cho mày. Và tao sẽ truyền lại cho mày ma chược thánh kinh của phái ma chược tao. Mày chỉ cần nhớ kỹ 10 lời vàng trong đó thì mày có thể tung hoành giới ma chược. Lời vàng ma chược? 10 lời vàng ma chược. Câu thứ nhất: thà bỏ chứ đừng đánh cho người ta ăn. Đám mất dịch tụi bay. Sao uổng vậy? Chết cũng không đánh ra cho tụi bay ăn. Tuyệt thiệt hơ. Câu thứ hai: người ta hơn tôi cứ đôi. Tôi đang liên tục 13. Để coi ai xui xẻo 14. Có thể nào là tôi không? Đôi. 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 Hết đôi ra. Tới 3 phiên. Còn bắt mày không được. Tôi hiểu hết rồi. Chiều thứ 3. Bài 6 qua 3 gián. Có nhiều người ăn rơi với nhau sóc bài hoài, nhưng chỉ cần mày quay cho họ 3 con thì bài của họ sẽ rã hết. 3 con. Mau. Chiều thứ 4. Cú gián phải ăn liền. Cú gián không ai đánh tiêu chương. Nếu ăn liền được thì phải ăn liền. Chờ càng tuyệt thì càng tốt. Ba con 1 dạng, 3 con 2 dạng, 3 con 3 dạng. Không có đúng luật như vậy chứ. Sao đây? Tới. Wow. Wow, tuyệt thiệt đó. 6 câu cuối cùng có lời vàng mạc chược. Bài có thể thua, tính bài không thể thua. Tới có thể tận cùng, sai không nên lấy tận. Mày ăn là người, chứ không phải là bài. Thua là mạng của mày, càng không phải là bài. Xin sư phụ chỉ dạy. Bài hơn đương nhiên bàn tay thôn. Bài yếu phải đánh bài sanh tử. Con hiểu rồi. Bài hên cũng phải mong tự lực. Bài yếu cho người ta tới trường, đừng để cho người ta tới quen, đúng không? Câu cuối cùng chính là: bài hư chưa chắc thua chắc, người hên trời nhất định phải thu. Đệ tử không dám quên lời răn dạy của sư phụ. Hai, chào các vị. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hôm nay các vị tới đây tham gia cuộc thi đua vua mạc chược năm 2005. Hôm nay có mặt hết tất cả cao thủ, bao gồm chí tôn giới mạc chược anh Thiên Cổ. Còn nữa, mạc chược hậu cô nữ Phượng Hoàng. Nè nè, và gần đây có một sự phát hiện lớn nhất trong ngành mạc chược.
anh Dưỡng. Còn nữa, ông này tới đây không ai quen biết với ông hết, mà còn làm cái tướng làm phách. Là ông tay gì có đúng không? Tự lật tay. Thôi được, hôm nay trước hết tiêu đề sẽ cùng với hai vị tôi con bịt mặt. Làm cái gì đây hả? Các vị có biết không? Đuổi ra hết những người phạm vi rời khỏi chỗ này, ok? Đại hội nghiêm cấm lận bài, chửi bài, bê bối, chà lết, nhổ nước miếng, cua gái. Và đồng thời, các vị đừng nên không trả tiền. Vì mỗi một môn bài, chỉ có một vị được vào cuộc thôi. Những người được vào cuộc vòng đầu tiên thì chúng tôi sẽ đánh bài Quảng Đông. Tới vòng thứ hai thì đánh bài Đài Loan. Vòng thứ ba chỉ có thể có một vị vào cuộc thôi. Bốn bài được vào cuộc này lợi hại lắm đó. Ngày mai sẽ hy vọng lên được bản tọa, chính là vua mặt trước lợi hại nè. Cả cái vòng độc đều do tôi ăn hết, tư lật 8 lần. Để có mọi người được theo bằng cách nào? Về nhà coi TV với má đi. Một đồng. Nhất đồng. Ba dạng. Ba dạng. Bảy gạch. Bảy gạch. Năm đồng. Năm đồng. Nhất dạng. Nhất dạng. Mẹ nó, cần theo sát như để không? Còn bốn cái bạch bản nè, có theo được không? Bạch bản. Tới, tôi xin lỗi. Tập tâm yêu. Bà giỏi mà. Biệt hiệu của tôi là máy photo mã trượt, đeo sát chết không đền mạng. Đã từng khiến cho tay dưới quay 130 vòng cũng chưa tới dáng nào hết. Nữ hiệp Tru Chương Tiểu Huệ. Hả? Chương Tiểu Huệ? Là Tru Chương Tiểu Huệ. Ồ, 10 câu giờ của mặt trường thì đúng là câu nào cũng chi lý hết trơn. Ba dạng đốt đi. Làm sao mà người ta ăn được? Thật ra hai người tình tứ với nhau hay là đánh bài, cứ cho người ta ăn. Mất nói gì tới bà? Hay vậy là muốn chửi lộn thôi. Chửi bà thì sao? Sợ bà. Thế gian, nếu còn chửi thề nữa, mời ông ra sân ngay. Chào. Tôi chửi bà cần gì phải chửi thề. Nghe đây, con bài tà ba đồng của bà đó, không biết mình giống như là con chín đồng, mỏng giống như một đồng, thân hình thì giống như là bạch bản, cái lưỡi thì giống như là hồng trung, coi chừng cho bạn 8 đồng bây giờ. Vậy thẻ đỏ ra sân. Tôi đâu có chửi thề, sao đuổi tôi? Anh bạn đuổi ra khỏi sân. Tuổi Sửu tuổi Dương, quay mặt chỗ khác. Đáng chết, đã kêu anh được có tham gia. Anh đâu có chửi thề. Má à, thôi được, người được vào trận đấu đó là anh Dưỡng. 15 vòng cũng chưa có tới, coi lần sau còn dám cà chớn nữa hay không nè. Hey, vậy còn tập đoàn Thiên Cửu, anh Phi Long. Tuy nhiên, đâu có thể thiếu được anh Thiên Cửu và cô nữ Phượng Hoàng. Nhà ngang mặt liên tục làm năm dán, tôi đá bà ra ngoài trước đã. Một gạch. Chín gạch. Đôi. Ba dạng. Đôi. Tôi tới, bạch bản. Khoan đã, qua bà con. Đàn ông con trai gì mê tính quá vậy chứ? Thì đúng. Tức là sao đây? Thằng cha mập đang đánh 22 con. Cái gì có làm hai con? Người ta lật 1 đánh 1, hắn lật 6 đánh 6, nhưng không có ai thấy được. Hơ, vậy làm sao đánh lại với anh chả? Đừng có sợ, mai là có ông kính quan sát, ổng không dám đánh 6 con, cùng lắm là đánh 2 con. Tuy là vậy nhưng dù có bị lỗ lỡ, tận hết sức mình. Thành tích cái gì cũng đều thấy, chỉ còn lại cái bàn của anh Dượng thôi. Bàn của anh Dượng lợi hại thiệt. Hiện giờ tay dưới của anh Dượng giống như là đang bơi, chuyên môn bơi khô quách anh tinh. Ở trong ngành mặt trượt, quách anh tinh ăn luôn ván này thì được vào cuộc. Chắc cổ sang anh Dượng một ván, năm phiên là cái chắc mà.
Tôi tới. Cuối bài ăn liền. Yes. 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 Yeah. Anh thi cũ, bị thành công với cụ, vậy thì không đáng. Đừng sợ, Phi Lâm cũng vô cuộc luôn. Hai chọi hai thôi, ai mà sợ chứ. Có chắc ăn hay không? Bây giờ các sòng bài thế giới đều liệt nó vào đại diện môn mặt trượt đó. Ba chúng ta ngược lại là tài yếu. Thì phải. Nếu lần này nó thua thì chúng ta kiếm được một số tiền lớn. Kêu bọn đàn em gom hết số nó mua về bên mình đi. Dễ sợ gì sao? Tao có cách ngày mai nó không thể trở lại cái sân này được. Má, đã kêu gọi chị hai. Đâu có phải, con đi kiếm hết mấy chỗ mộng rồi bà thường thế chơi cũng kiếm không có được. Đúng, dù ổng có đi chơi bời cũng đâu có lâu dữ vậy. Thằng Dưỡng, coi nó lại nè. Tự lật tay. Sư phụ, nếu không muốn nó chết thì tự chặt tay trái của mày xuống, một tiếng đồng hồ sau liền vô thùng rác ở đầu đường. Nếu mày không làm theo thì chờ lượm xác đi. Bây giờ phải làm sao? Mục đích của ổng là không muốn con tham gia cuộc quyết đấu mặt trượt thôi. Tôi có cách. Cách gì? Hồi nãy tôi thấy được số xe taxi của thằng cha bịt mặt nó lái là KC2051. Đúng. Mình điện thoại tới đài gọi taxi, hỏi taxi đó là của ai và đem tới gara vào sửa thì biết ông Robert tới đâu rồi. Thôi hỏi mau lên. Tao biết ông ở đâu, tao đánh cho ông chết ngay. Đại ca, anh đánh tôi, đá tôi, đạp tôi cũng không có sao hết. Sao chống con mắt của tôi lên, không cho tôi ngủ vậy? Mệt quá trời, mệt chết luôn à. Ê, đây là cho em trai của Lai đang tắt đèn phát minh đó. Cực hình tàn nhẫn lắm. Rung thì được, ngủ không được. Ngủ không được, giờ còn bị rung nữa. Bị tôi rung đó mà. Đừng có làm bậy. TV có vậy là phải là lớn tiếng lên, đừng nha. Ông la bể họng cũng không ai tới cứu ông đâu. Thật ra tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ai cũng kêu tôi là Lê Minh bịt mặt đó. Anh có chỗ nào giống Lê Minh? Bộ như vậy cũng giống Lê Minh hay sao? Lê trời ơi trời, ông trời chúng này cứu con. Mau thả tay ra. Thả tay ra. Tôi tới rồi nè. Thả anh ra. Thả anh ra. Sao giỏi quá vậy? Kiếm ra chỗ này hả? Mày tưởng kiếm được tới đây thì không cần chặt hai cánh tay cho ta hay sao? Còn thương lượng, còn thương lượng mà ha. Từ từ bàn thảo với nhau ha. Có chuyện gì? Có má ở đây, tránh ra một bên. Dạ. Vậy thì bóp luôn má nó đi. Không sao, không sao. Còn không chơi? Em gái bị hở hang hết rồi. Đừng có đánh tôi à. Mau chặt đứt cái chân của tôi, cho tôi nằm xuống nghỉ việc đi. Đừng có đánh mặt tôi. Tôi nhờ gương mặt này để mà kiếm ăn đó. Chồng cái tội mày, chồng mày chết à. Chồng mày chết nè.
không sao chứ? Mày nói coi. Được rồi, chạy mau. Còn không chạy. Chân tè quá, tè ngắt à. Ê, tôi cổng ông. Chết, chậm rồi. Trúng ở chỗ nào vậy? Ngay mặt trăng. Bên trái hay bên phải? Chính giữa hướng về phải. Tức là chỗ nào? Là asshole. Còn không ai đi lật tay vào bệnh viện. Để nói không phải là lật tay, mà tự lật tay. Anh Dượng, cái đầu của anh có sao hay không? Không sao. Không gì. Đồ Lina. Hả? Trước khi anh chết, anh hối lỗi với em. Hai đứa mình còn tính toán cái gì nữa? Nếu mà anh không nói ra, anh chết không có được yên lòng. Thật ra lúc này, mỗi buổi sáng khi mà em chưa thức dậy, anh vớt ngàn ở trong bóp của em. Hèn chi dạo này không biết tại sao em cứ mất tiền hoài. Tổng cộng lại mười mấy ngàn. Hơi bỏ qua đi. Không bỏ qua được. Anh lấy nó là để đấm bóp, tắm hơi. Bỏ qua đi. Quang đã. Đấm bóp, tắm hơi, chết đi. Chú sư à, bây giờ đã tới giờ rồi. Tôi yêu cầu anh tuyên bố thằng Dượng bỏ cuộc để chúng tôi đánh mặt trượt ba tay quyết thắng bại. Tôi phản đối. Đánh ba tay thật sự không phải là lặn mặt trượt chánh tông. Nếu như thắng cũng không thể trở thành vua mặt trượt được. Tôi cho rằng chúng ta phải nên chờ. Chờ tới chừng nào? Không lẽ nó chết rồi cũng phải chờ hay sao? Thế gian không thể nổi nóng. Hay là gì? Chờ thêm 3 phút. Nếu như anh không tới thì đánh ba tay. Tôi không biết nhiều, tôi chỉ biết nói thẳng thôi. Ờ, phải hả? Đồng hồ của tôi chạy chậm, chỉ còn có 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Khoan đã, chủ sự, tôi khiếu nại. Thiên cửu cho người bắt tự lật tay để ép cho thằng Dượng không được tới quyết đấu. Có chứng cứ hay không? Coi chừng tôi thưa bà phỉ báng đó. Nhưng nếu tới đây rồi thì ngồi cho chỗ mau đi. Anh Dượng làm gì vậy? Ở trong gara tôi bị người ta bóp cái đầu. Bây giờ thấy chóng mặt. Đừng hù sư phụ. Nè, đừng có đóng kịch nữa. Đừng có giở trò mà. Mau về chỗ đi. Nếu không coi như bỏ cuộc. Mày ráng làm mới được. Lên đi. Mau. Các vị, cuộc quyết đấu hôm nay phải đánh 3 vòng. Vòng đầu tiên là đánh bài Quảng Đông Chánh Tông. Vòng thứ hai là đánh bài úp, nghĩa là úp lại hết tất cả những con bài đều trong cài là R thôi. Tới vòng thứ ba, 16 con bài bài Đài Loan. Chỉ như vậy, chúc cái gì may mắn. Nhóc con, trời định sẵn mày ngồi dưới tay của tao để tao đập mày. Dượng, em không sao chứ? Không. Không. Vòng thứ nhất, bài Quảng Đông Chánh Tông. Tự lật, mọc trước. Tự lật, tự lật. Thiệt là đúng lúc, tự lật tới cả. Người đẹp, cô cũng theo sát tôi lắm mà. Nhưng mà rất tiếc, tay tôi hên thôi. Vô trường đến 6 dạng. Nếu như vậy 3-6 cũng vô dụng. 1, 7 và 8 dạng đều đuổi hết. 9 dạng cũng chưa chắc ăn. Cho nên chủ yếu là ông ăn 4-5 dạng thôi. Là chị Phượng Hoàng xé bài. Chị xé bài gì?
Xin lỗi nha. Ôi dồi, cái con kế tiếp tôi lật được 5 vạn. Nè, đã rớt xuống rồi thì cứ để cho tất cả coi đi. Được. Tôi không đánh. Ông chơi cũng 5 vàng. Cái đó có thể tự lật bài. Chị Phương Hoàng đánh ra cây 7 gạch và 8 gạch. Chắc chắn đang chờ cây 6 gạch. Đánh bài phải đánh sinh tử mà. Cây 6 tới. Nhóc con, biết đánh bài sinh tử nữa hả? Ông đừng có. Chết rồi, hình như Dương tái phát lại. Bà. Vòng thứ hai đánh bài úp. Vòng cuối cùng đánh bài úp. Anh Thiên Cửu cũng đang dẫn đầu. Thế ưu của anh vẫn tiếp tục cho tới cùng đó. Các vị coi. Thiên Cửu đánh bài vững chắc như vậy, tôi nhất định phải ra chiêu thua lại cho anh mới được. Người đẹp, cười với tôi cũng vô dụng thôi. Cô ngồi tay trên tôi muốn đưa bài cho cô cũng đâu được. Anh không cho tôi ăn, thì tôi cho anh ăn. Thế nào, cho cái nằm hả? Thì thấy ghét, nói bà cái chuyện nhầm nhở. Một nước, để coi ăn cái gì. Wow, một nước thì là dễ sợ. Con này là con gì vậy? Mười vạn. Anh Thiên Cửu, sao con bạc của anh kỳ lạ quá vậy? Quấy nhiễu tình dục, tôi thiệt mắc lắm. Chủ sự, dáng này có quái lạ đó. Đâu có thành vấn đề, có đúng không? 8-9 vạn ăn 10 vạn mà, đúng không? Đương nhiên là không được. Lật hết ra 14 con bài, tức là tới hố. Vậy thì cảnh cáo nghiêm trọng mà miệng đi. Nè, chưa đến sập đầu, còn bài Đài Loan. Vòng thứ ba, bài Đài Loan. Bây giờ thì khẩn trương. Bài Đài Loan đánh tới ván cuối cùng. Nè, lúc nãy anh Thiên Cửu ăn một ván 4 phiên, còn Phi Long và nữ Phương Hoàng thì ăn một ván 3 phiên. Thôi được, bây giờ tới phiên anh Thiên Cửu làm cái ván cuối cùng nha. Nếu như anh Dượng không ăn thì tức là thua chắc. Ráng lên. Ây da, bài rã tới nỗi như vậy làm sao mà đánh đây? Nhóc con, lần này mà tao ăn nữa đó, mày về quê làm ruộng đi. Chưa đánh xong đâu. Bắt. Rồi. Em nhất định phải nảy sanh tình cảm với bộ mã trượt. Thì tới lúc em đánh, em muốn con gì thì sẽ được con nấy. Tức là chị kêu tôi phải thương bại. Hồng Trung Honey, anh đang chờ em trở về đó. Mau trở về đi. Trở về đi hả Hồng Trung à. Trở về đi. Em thân yêu, I'm waiting for you. Trở về với anh đi. Thì là khó nghe quá, đừng có hát nữa được không? Quy định đâu có cấm là không có được cà chứ. Oh my love, Mai Hồng Trung, em mau trở về với anh đi. Phát tài, em trở về. Trở về đây. Trở về với anh đi, honey. Đồ điên mà. Đông. Rồi. Để coi mẹ có con Hồng Trung thiệt hay không. Đôi. Đôi. Phát tài, không còn yêu anh nữa hả? Nếu như em yêu anh á thì trở về đây với anh đi. Cánh cửa của anh lúc nào cũng mở rộng với em hết. Vợ ngốc quá đi khốn nạn. Năm. Đôi. Cho mẹ con phát tài luôn nè. Ây da, em tới trễ, nhưng mà không sao hết. Tới trễ còn hơn là không tới.
Bạch Bản à Bạch Bản, mau trở về đây với anh đi, gia đình đoàn tụ. Nam, phát tài. Đôi. Có thể không đây? Kêu bà về được hả? Gia đình đoàn tụ, bây giờ tới phiên em cưng rồi. À, quà. Ôi à, tôi không hề được trân tru như vậy, giống y như là đã thoa lô sinh vậy. Ok tru đó, tiệt khác hẳn. Hai cạnh ỷ tay dưới theo tay trên sát rạc như vậy hả? Người hên chắc chắn sẽ bị ông trời thu lại. Ây da, đánh lộn rồi, xin lỗi. Cái mặt trời là chết đó. Tôi có cảm tình với Hai Dạng nhiều hơn, nên phải chờ con Hai Dạng mới tới. Nhưng mà không sao, tôi có thể kêu nó trở về. Hai Dạng à, mau trở về với anh đi Hai Dạng à. Hai Dạng, mau trở về với anh đi Hai Dạng. Hai Dạng. Bảy đồng, bảy đồng, bảy đồng. Em ở đâu vậy bảy đồng? Bảy cái đồng của mày, tao cầm ba con nè.